Rồi lại tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi tối. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 thì đến với buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em muốn sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được các bạn nhớ cho em xin một like nha. Một like là ngón tay đưa lên giùm em ha. Nhấp vô cho em xin một like ha và bấm vào chữ đăng ký kênh giùm em nha. Để hàng ngày em lên các sản phẩm tiếp theo thì các bạn cũng có thể xem được ha. Thì đến với clip buổi tối ngày hôm nay thì có rất là nhiều sản phẩm hay đây. Thì rất là độc lạ luôn nha. Đây, và mã số 1 thì giới thiệu cả nhà mình. Em có một cái đỉnh ha. Một cái đỉnh chạm cực kỳ công phu nha cả nhà mình ha. Và cực kỳ hiếm nha. Đây cả nhà mình xem đây. Đây trên là rồng đây cả nhà mình xem ha. Đó, chạm hoa văn họa tiết nha. Và được chạm khắc rất là tỉ mỉ từng chi tiết đây. Chân này ha, hai cái khoen bên nữa này. Đó, đây là một cái đỉnh rất là độc lạ nha. Thì cái đỉnh này mà bạn nào muốn cần thêm chi tiết hoặc thông tin cái đỉnh này thì có thể liên hệ trực tiếp lại với em nha. Đó, đây cả nhà em xem ha. Và cái đỉnh này là hàng siêu tầm nha. Là hàng siêu tầm hiếm gặp nha cả nhà ha. Và lần đầu tiên mình em muốn siêu tầm được quay lên đây để gửi đến cả nhà mình ha. Và cái đỉnh này, mã số 1 trong video hôm nay, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 8 triệu đồng nha. 8 triệu đồng cho một cái đỉnh ở mã số 1. Một lần nữa là mình cùng xem lại ha. Đây cả nhà mình xem nha. Rất là công phu ha. Về tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,1 kg. Và chiều cao của cái đỉnh này rơi vào khoảng là 30 cm. Bề ngang giùm em là tầm khoảng là 27 ha. Đó, cả nhà có quan tâm tới sản phẩm này thì liên hệ lại giúp em ha. 8 triệu đồng cho mã số 1 có trong video ngày hôm nay nha. Tiếp theo mã số 2 là bên em giới thiệu cho cả nhà mình một tác phẩm đồ lông ký nha cả nhà ha. Tổng trọng lượng là 6 kg nha. Chất liệu vận động ha. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Và chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 63 cm. Và chiều cao khoảng là 22. Đó, nặng tới 6 kg cả nhà ha. Đây mình cùng xem nha. Ôm lên là muốn không cầm lên là rất là nặng tay ha. Đó, chất liệu bằng đồng giùm em nha. Trên là có con rồng này rất là to này. Đó, tác phẩm này thì tổng trọng lượng là tới 6 kg được. Đó, tác phẩm này mã số 3 trong video hôm nay. Và mã số 3 này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Tác phẩm mã số 3. Tác phẩm này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu đồng nha. 3 triệu đồng, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em nha. Mã số 3. Mã số 3 ha. Và mã số 4. Mã số 4 là một con rồng, chất liệu bằng đồng xưa nha cả nhà ha. Đây cả nhà xem nha. Bao cả nhà mình chuẩn xưa cho con rồng này luôn. Con này rất là đẹp. Con này về trọng lượng là tầm khoảng là 5 kg. Và chiều dài là khoảng là 49 gần 50 cm. Rồi chiều cao ha, 28. Đây chất liệu bằng đồng xưa đây cả nhà xem ha. Đó, con này hôm nay là có giá giao lưu với cả nhà mình. Con này là 3.900.000 ha. 3.900.000 cho một con rồng rất là to, rất là đẹp của ngày hôm nay. Đây cả nhà xem ha. 3.900.000 nha. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. 3.900 cho một con rồng chất liệu đồng xưa của ngày hôm nay. Quá đẹp cho con này luôn ha. Đây là mã số 3. Rồi mã số 4. Mã số 4 hôm nay em còn một tác phẩm nhỏ nhỏ nè, con heo gừng. Đây một con heo gừng chất liệu bằng đồng ha. Đây cả nhà xem nha, thì rất là đẹp. Về trọng lượng của con heo gừng này rơi vào khoảng là 2,1 kg ha. Và chiều dài từ đầu tới đuôi tầm khoảng là 29 cm. Rồi chiều cao ha, chiều cao là khoảng là 16. Và con heo gừng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con heo gừng. Đó là 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho con heo gừng của ngày hôm nay ha. Đó, một con heo chất liệu đồng ha, heo gừng. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một con gà này. Một con gà ở dưới là có hai gà con này ha. Đây cả nhà xem ha, con này là về trọng lượng là tầm khoảng 3,2 kg. Rồi chiều cao ha, chiều cao là khoảng 26 này. Chiều dài ha, khoảng 24. Rồi đế dưới tầm khoảng là 19 cm, chất liệu đồng ha. Và con gà này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con gà mái với hai gà con này. To ha, con này rất là to. Con này hôm nay có giá giao lưu với mình là 2 triệu đồng ha. 2 triệu đồng cho một con gà mái với hai gà con. Mã số 5. Và mã số 6 hôm nay là hôm nay em còn được một tượng gì bên công giáo ha. Đó, mẹ xòe tay nè, cả nhà xem ha. Trên đây là có khắc chữ trên đây nè, hình ha. Đây mặt sau lưng nè, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này về trọng lượng tầm khoảng là 3,5 kg. 3,5 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 30 29 cm.
bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 15 và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này, thì cả nhà xem ha. Rồi có giá giao lưu, có giá giao lưu với mình tác phẩm này là 1.700.000, 1.700.000 cho mã số 6 và mã số 7. Mã số 7 hôm nay bên em còn một con đại bàng ha, một con đại bàng chúa tể bầu trời đây, con này đây rất là đẹp, thì cả nhà xem ha. Một con đại bàng đây mặt bên đây ha, trên này có hình ảnh cây tụng nè, và có tổng trọng lượng ha là khoảng là 2,5 kg và chiều cao tổng thể là 26 cm, bề ngang ha, bề ngang là 22, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu cả nhà mình một con đại bàng như thế này là 1.800.000, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 7 và mã số 8. Còn một cụ cốc nặng là 5 cụ cốc này ha, cụ cốc này nặng là tới 5,8 kg như các anh em nha, 5,8 kg ha, cụ cốc 5,8 kg nè. Trên lưng nè ha. Trên lưng là có những cái thỏi vàng nè, bát quái trên đây nè, hai bên hai sâu tiền ha. Đó một chuyện nè ha. Đó con này rất là to. Con này về trọng lượng ha. Về trọng lượng là tầm khoảng là 5,8 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình một con cốc to như thế này. Là 1.900.000, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. To lắm, nặng nặng là gần 6 kg ha, mã số 8. Và mã số 9. Tỳ hưu. Hôm nay còn là một cặp tỳ hưu nha, tỳ hưu cánh. Tỳ hưu mọc thêm cánh này các anh em xem ha. Tỳ hưu cánh nha, chất liệu bằng đồng, một chuyện nè. Hai bên ha. Đó, chất liệu bằng đồng, tỳ hưu cánh ha. Và cặp này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3 kg. 3,5 kg và chiều dài ha, chiều dài từ đầu tới đuôi là tầm khoảng là 21. Rồi chiều cao ha, chiều cao tổng thể là 15. Rồi một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp tỳ hưu ha. Cặp này là 1.800.000, hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình nha. Mã số 9. Mã số 9. Rồi mã số 10. Mã số 10 trong video hôm nay. Rồi giới thiệu với cả nhà mình tượng diệu trì địa mẫu, chất liệu bằng đồng. Tượng này tượng đứng nha các em ha. Tượng này tổng trọng lượng là 6 kg nha. Và tượng này chiều cao. Chiều cao tổng thể là 41 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 22. Chất liệu bằng đồng. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình tượng mẹ diệu trì ha. Tượng này là 3,5 triệu cho tượng đứng lớn nha các nhà mình ha. Đó, các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Xem được thì nhớ bấm vào trong xin một like ha, ngón tay đưa lên và mình nhìn ở dưới góc là thấy chữ đăng ký ha, thì cả nhà bấm vô chữ đăng ký giùm em nha. Để hàng ngày lên những sản phẩm này các bạn cũng thể xem được ha. Đây là mã số đây là mã số 5. Ủa đây mã số 10. Mã số 10 có trong video hôm nay. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là hôm nay bọn em giới thiệu cả nhà một tượng Nguyễn Trãi. Đó, tượng Nguyễn Trãi ha. Tổng trọng lượng là 7 kg. Tượng Nguyễn Trãi chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 7 kg. Chiều cao là khoảng là 42. Đế dưới là tầm khoảng 15. Đây là mã số 11 cái trong video hôm nay và tượng Nguyễn Trãi, thì hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình tác phẩm tượng Nguyễn Trãi này ha. Đây, cả nhà xem nha. Là 3.200.000 ha. Hôm nay là sale cho mình tượng Nguyễn Trãi 3.200.000. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Tượng Nguyễn Trãi nha, 3.200.000. Ở cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. Đây là mã số 11. 11 có trong video buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn mã số 12. 12 là hôm nay em còn được một tượng này nè. Đó. Tượng Noel. Tượng chúa ha, tổng trọng lượng là 6 kg. 6,3 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 30 cm, bề ngang. Bề ngang là 20, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà xem của tượng ha, đây mặt bên nè. Ở nguyên một cái đôi cánh rất là đẹp. Rồi tượng chúa Noel. Đó, và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với mình ha. Tượng này là 3.200.000 cho mã số 12. Rồi mã số 13. 13 ngày hôm nay là Quan Công Hàng Long. Đó, đây là một tượng Quan Công ha. Quan Công Hàng Long, ông đang đứng phía sau là một con rồng này. Rất là to, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg. 5,8 kg như cái nhà ha, 5,8 kg cho tượng Quan Công Hàng Long. Chiều cao này gần 30 cm. Bề ngang tầm khoảng là 22, chất liệu đồng. Và tượng Quan Công Hàng Long của ngày hôm nay mã số 13. Bên em có giá giao luôn cái nhà 2.400.000 ha. 2.400.000 cho Quan Công Hàng Long. Và mã số 13. Rồi mã số 14 hôm nay còn được một cái dĩa ngũ quả này. Dĩa để bàn thần tài thổ địa, dĩa này được chạm ha. Rất là đẹp nha. Và dĩa này chất liệu đồng, về trọng lượng tầm khoảng là 1 kg 2. Bề ngang tổng thể 20 và chiều cao là 8 cm.
và có giá giao lưu cả nhà mình một cái dĩa như thế này 1.000.000 đồng thôi nha, hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha, số 13 rồi 14 đó, 14 trong ngày hôm nay còn được một cặp tỳ hưu đó, một cặp tỳ hưu cũng rất là đẹp, cả nhà xem này, cặp tỳ hưu này mộc chuyện đầy đủ ha. Tỳ hưu này giờ trọng lượng tầm khoảng là 3,5 kg và chiều dài từ đầu tới đuôi ha, khoảng là 26 rồi chiều cao là 18 cm, chất liệu bằng đồng. Và một cặp tỳ hưu như thế này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, cặp tỳ hưu ha, đây rất là đẹp nha, cặp tỳ hưu tiền ha, cặp này có giá giao lưu mình là 2.000.000 đồng, 2.000.000 đồng trong cặp tỳ hưu tiền của ngày hôm nay. Đây là mã số 10 15 rồi 16 hôm nay còn một hũ trà này nè, đây cả nhà xem ha, một cái hũ trà đó rất là đẹp nha, sen cá hình ảnh trên đây là cá chép nè, rất là đẹp ha, mộc chuyện gồm có 4 chữ. Về trọng lượng của cái hũ trà này khoảng là 550 g, chiều cao là 11, bị ngang ha là 7. Và cái này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà một cái hũ trà này 800.000 cho cái hũ trà này. Đây là mã số 16 trong video hôm nay. Rồi 17 là một củ cốc. Cốc chưa tài, 17 là cốc chưa tài ha. Đây cả nhà xem củ cốc chưa tài ha. Trên lưng này có 3 thỏi vàng này. Đó. Hai cái viên con mắt này, trên này các chùm sao bắt đầu nè ha, trên này bắt quái nè. Sau lưng là có 3 thỏi vàng nè. Đó. Mộc chuyện ha. Củ cốc đây, được chùi vàng rất là đẹp. Tổng trọng lượng của tác phẩm này khoảng 2,2 kg. Chiều cao tổng thể tầm khoảng là 14 cm cả nhà ha. Bề ngang tổng thể là 15. Và củ cốc này có giá giao luôn cả nhà 1.500.000 nha. 1.500.000 cho củ cốc này. Đó, đây là mã số 17. 18 của ngày hôm nay là một con cá, một con cá quá lông, một con cá chép quá thành con rồng, tổng trọng lượng là 3,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể ha là khoảng là 25,5, bề ngang ha, bề ngang tổng thể là 20, chất liệu bằng đồng. Và một con cá chép như thế này đó, cá quá lông ha, con này hôm nay cá quá rồng, hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình một con cá quá lông như thế này, cá chép quá rồng, con này thì có giá giao lưu với mình là 1.900.000, hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 10 18. Rồi 19 trong ngày hôm nay là bên em còn được một cái bộ đỉnh đồng quế nha, đó một bộ đỉnh đồng quế như thế này, đây cả nhà mình xem ha, một bộ đỉnh quế quế xưa như cả nhà ha. Đây trên này con lân này, đây gời hết này ha, gắn vào hai bên là có hai cái bộm, trên là một con lân này, hai chân đèn. Về trọng lượng của bộ như thế này, đây mình cùng xem ha, bộ đỉnh đồng quế đó, bộ này về trọng lượng là 7,5 kg. Và chiều cao của cái chiều cao của đỉnh ha, chiều cao đỉnh là tầm 40 cm và chân đèn là khoảng là 30-29 đó, về trọng lượng là 7,5 kg, bộ đỉnh quế xưa nha. Bộ này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 6.000.000 đồng ha, 6.000.000 đồng cho một bộ đỉnh quế xưa của ngày hôm nay. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ giúp em nha, một cái bộ đỉnh quế, một cái đỉnh quế xưa ha. Đây là mã số 18. Rồi tác phẩm mã số 19 trong ngày hôm nay là bên em còn được một cái tượng ha, một cái tượng nữ thần công lý, một cái tượng lớn cho mã số đây, cho mã số 19 của ngày hôm nay. Tượng này tổng trọng lượng là 6,5 kg mà rất là to. Đây các anh em xem ha, nữ thần công lý, tay đang cầm cán cân ha. Đây là mã số 19 có trong video hôm nay nha. Tượng này về chiều cao, chiều cao ha, chiều cao tổng thể là tầm khoảng 57 cm, bề ngang tượng là tầm khoảng là 19 nè các anh em xem ha, nữ thần công lý đó, rất là đẹp nha. Đây các anh em xem ha, tượng này nó cũng rỗng thôi, không đặt hết 100% nha các anh em nha. Và tượng này hôm nay bên em có giá giao lưu với mình ha. Tượng này có giá giao lưu với mình là 4.500.000 nha, 4.500.000 ha. Cho mã số 19 có trong video hôm nay. Và mã số 20 thì giới thiệu với cả nhà mình một tượng quan công. Tượng này rất là lớn nha, tượng này cao 75 cm em ha. Và nặng gần 30 kg nha. Quan công, một tượng lớn ít có nha các anh em ha. Em đặt thước cho mình xem thử nè.
Đó, đo lên tới chóp ở trên là gần 70 gần 70 ha, đo tới ngọn đao ngũ kỳ phía sau là tầm khoảng 75. Đo lên tới cây đao trên là gần 80 ha. Quan công ngũ kỳ, một những sản phẩm cực kỳ đẹp nha. Ở dưới này có những con rồng dưới này ha. Đây cái này em xem nha. Quan công ngũ kỳ, một trong những tác phẩm rất là lớn ha. Tượng này về 30 nặng 30 kg nha anh em nha. Những lá cờ này ha. Lá cờ sao những lá cờ rất là to gời nè. Đó, mặt ông ha, trên đây rồng nè. Ở dưới là những con rồng rất là to nè. Rồi tác phẩm này hôm nay bên em có giá giao luôn cái nhà mình là 22 triệu đồng nha. 22 triệu đồng ha. Cho một tượng quan công rất là lớn của ngày hôm nay. Thì cần thêm thông tin hoặc là chi tiết các bạn có thể liên hệ qua Zalo bên em nha, cung cấp thêm cho mình ha. Ở đây là tượng quan công ngũ kỳ lớn, cao là gần 75 cm, nặng là 30 kg, 22 triệu cho tác phẩm này. Thì các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Và mã số 21 là mã số cuối cùng trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay, đó là một cặp kim cang lực sĩ, toàn bộ bằng đồng, rất là dày. Thì cái này em xem ha, toàn bộ này nặng là khoảng 24 kg em nha. Đó, hai ông này rất là to, kim cang lực sĩ ha, toàn bộ bằng đồng cực kỳ đẹp nha. Bộ này chiều cao nè, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 49 cm ha, gần 49 cm này. bề ngang tầm khoảng là 30 35 36, rất là đẹp như cả nhà ha. Và hai tượng này nè, hai tượng này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, là 14 triệu đồng cho hai tượng. Đây mình cùng xem nha, 14 triệu đồng cho hai tượng như thế này. Ở đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay. Cũng cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và ủng hộ đồ cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì các bạn xem được thì nhớ bấm vào chữ đăng ký kênh em nha, và nhớ cho em xin một like ha, để đón xem các sản phẩm tiếp theo bên em ha. Hàng ngày thì lên mỗi một ngày lên 2 clip để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip ngày mai ha, với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.